Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến đại gia đình chúng ta một siêu phẩm nhà đẹp mặt tiền đường số thuộc nhánh đường Đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay kề bên ngã năm Chuồng Chó, quận Gò Vấp. Và đây là một căn nhà rất là đẹp, thiết kế với kiến trúc là một trệt một lửng, 4 lầu. Nhà thiết kế có khu vực đậu xe hơi xe máy, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, 1 phòng tắm lớn và 7 phòng vệ sinh. Hướng nhà là hướng Bắc Đông Bắc, phù hợp cho đại đình chúng ta, không nghĩ là Đông và Tây tứ trạch luôn. Và đây là một căn nhà xây rất là đẹp, với diện tích ngang 4m rưỡi, độ dài lên tới gần 18m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu nha quý vị. Chúng ta đang đứng bên ngoài mặt tiền là chính căn nhà. Một căn nhà không gian xanh rất là nhiều, thiết kế đẹp và nội thất vô cùng cao cấp tặng kèm khi mua. Con đường trước nhà lên tới 12m đường thông, khi cho bán đa ngành nghề, phù hợp đại đình chúng ta vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa, vị trí ngay gần với ngã năm Chuồng Chó, sát bên siêu thị Emax, siêu thị Vincom, siêu thị Lotte, siêu thị Copmark và khu dân cư Cityland. Cách sân bay Tân Nhất 5 phút, cách trung tâm thành phố khoảng chừng 20 phút đi xe máy thôi. Vị trí quá đẹp, đắc địa và rất là sang trọng như thế này, và giá bán gia chủ đang chào ra với một giá bán tương đối hợp lý cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Diện tích rất là khủng khiếp và xây dựng phải nói là đẹp tuyệt vời luôn nha quý vị. Trước khi vào bên trong thì Hùng sẽ quay một vòng công viên bên ngoài cho mọi người coi. Và trước khi vào bên trong không gian căn nhà thì Hùng chiếu lại mặt tiền, mặt chính căn nhà một lần nữa này. Căn nhà xây mới, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Bên ngoài thì có khoảng vỉa hè khoảng chừng 2m và một lớp cửa cuốn cùng với một lớp cửa nhôm xin pha. Bên trong là khu vực đậu xe hơi khoảng chừng 6m, quý anh chị đậu bừa xe hơi từ 4-7 chỗ và đậu thêm được nhiều xe máy nữa. Phía dưới gara xe hơi thì gia chủ có ốp gạch nhám tạo 60m2, hai bên tường ốp gạch trang trí lên cao tới trần, có treo tranh trần thạch cao, đèn led màu trắng sáng và kết hợp với cây xanh. Nhà thiết kế có thang máy nha quý vị, rất là phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Đây là khu vực thang máy này, nhà này sử dụng thang máy 450kg hiệu Việt Nam. Đây là thang máy nhá, thang máy đi từ tầng trệt đi lên đến sân thượng luôn nha quý vị. Và khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng kết hợp với những cái khu vực trang trí, và phía sau sẽ là không gian phòng khách ở căn nhà. Nhà thiết kế theo kiểu vừa ở vừa làm phòng công ty nên là không gian phía trước sẽ là không gian gara xe hơi và phía sau sẽ là không gian phòng khách, phòng bếp trên tầng lửng, 5 phòng ngủ. Tổng cộng thì có 6 phòng và có thiết kế 5 phòng ngủ, cũng là một phòng tắm lớn kết hợp giữa xông hơi, tắm đứng, tắm nằm và massage nha quý vị. Phía sau là giếng trời trồng cây xanh và có vệ sinh ở cuối nhà đây. Đây là phòng vệ sinh này với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và hương soi. Đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài này. Với giá bán gia chủ đang chào bán là 19 tỷ 400 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị những vị khách hàng quan tâm đến căn này thì có thể gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà mà gia chủ xây chủ yếu là để ở, thiết kế và bố trí không gian cũng như nội thất kèm theo với nó là đẹp tuyệt vời, đẹp hết sảy luôn nha quý vị. Hai giếng trời thoáng mát và có cây xanh trong nhà. Ở bên trong nhà này gia chủ có trồng một cây xanh này, một cây này là cây gì đây nha mọi người, mình không biết luôn. Nhưng mà cái giếng trời ở giữa nhà rất là rộng và thoáng này, gió xuống rất là nhiều, cây xanh đang bay tung luôn nha mọi người, rất là mát. Với một vị trí đẹp, đường thông, kinh doanh bán vừa ở vừa làm văn phòng công ty đều tốt như thế này. Và giá bán gia chủ đang chào bán với giá như vậy thì rất là hợp lý cho quý chị thiện chí mua nhanh, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý chị quan tâm đến căn này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Trên tầng lửng này sẽ là không gian phòng bếp trên lửng ngược với bộ bàn ăn 6 ghế, tủ lạnh tặng kèm, cây xanh và những bức tường ốp nhựa, ốp trang trí. Phía dưới là ốp gạch 60m2 màu tối. Ở đây thì gia chủ có tặng kèm tủ lạnh Keppel 2 cánh, khu vực tủ để đồ và có cả tủ kệ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường, khu vực bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa trên bát, quạt gió thoát mùi ra khu vực bên ngoài, cũng như là tủ bếp trên dưới thì đều làm bằng chất liệu là gỗ An Cường. Phía bên ngoài là hệ thống cửa lùa 4 cánh ra khu vực ban công, có trồng cây xanh bên ngoài ngay không gian bếp, và đặc biệt căn nhà thì có quạt hút ngay ở khu vực bếp này. Chúng ta nấu thì quạt hút nó sẽ đẩy mùi ra bên ngoài luôn nha, rất là tiện nha quý vị. Với vị trí đẹp, đường thông, kinh doanh bán đường tới 12m, phù hợp cho đại đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa như thế này. Với giá bán là 19 tỷ 400 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Thì
Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà đẹp, không gian xanh, thoáng mát, diện tích ngang 4,5m trở lên thì đừng nên bỏ lỡ cái căn nhà này nha quý vị. Một căn nhà mà Hùng đánh giá là một trong những sản phẩm rất là tốt cho đại gia đình mình mua ở hay là làm văn phòng công ty kinh doanh bán, làm showroom spa gì đều tốt, đường thông buôn bán, vị trí đẹp ngay ở khu vực Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế không gian với 3 giếng trời, cây xanh bên trong nhà thoáng mát và rộng như thế này. Diện tích đại chuẩn đẹp, ngang 4,5m, độ dài lên tới 18. Xây kiên cố tới 1 trệt, 1 lửng và 4 lầu như thế này. Thì ở làm văn phòng công ty cho thuê hay là kinh doanh bán gì đều được. Mua nhà thì chủ nhà sẽ hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà khi mua. Ví dụ như căn nhà này thì theo Hùng nó vay tầm khoảng 12-14 tỷ nha quý vị. Và lên tham quan phòng ngủ nha. Chúng ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, vệ sinh trong, máy lạnh tặng kèm. Có cửa sổ rộng ra giếng trời và phòng ngủ thì làm không gian thiết kế rất là đẹp, sàn ốp gỗ. Có giường ngủ, chăn ga gối nệm, hai cửa sổ ra hai giếng trời. Có tủ áo âm đóng đụng trần, tủ kệ tivi, trần thì có đèn mờ và giấy dán tường kết hợp với cây xanh và vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và phòng vệ sinh cũng có cửa sổ ra khu vực giếng trời. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Nhà hai giếng trời rất là rộng nên quý anh chị sẽ có hai cửa sổ ra khu vực giếng trời cho phòng ngủ phía sau và thang máy nó sẽ nằm ở giữa nhá. Đây là khu vực thang máy nè quý vị. Đây chúng ta coi thang máy này. Thang máy rất là đẹp nha. Và phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước sẽ là phòng ngủ rất là lớn với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, sàn vẫn ốp gỗ màu rất là sáng. Kết hợp với đèn ngủ, tranh ảnh trang trí, máy lạnh ngay trên tường của toilet và có ghế ngồi chơi, tủ áo, tủ kệ tivi, khu vực bàn trang điểm. Phía trước là ban công m2, lan can sắt CNC. Và ngoài thì có ốp nhựa trang trí này kết hợp với cửa nhôm Sinpha bên ngoài ở khu vực trần rất là đẹp. Như vậy là căn nhà này phải nói là tuyệt vời luôn nha quý vị. Đẹp đến hết tả nổi luôn. Và nhà thì có tới 5 phòng ngủ thiết kế 1 trệt 1 lửng tới 4 lầu nha. Rất là rộng. Quý chị mua có thể làm văn phòng công ty này, văn phòng đại diện hay là đại gia đình ở cũng đều được. Phòng ngủ, phòng vệ sinh của phòng ngủ phía trước này có cả bồn tắm nằm nha quý vị. Đây là cái phòng ngủ số 2 của căn nhà và chúng ta sẽ vào thang máy lên trên lầu nhá. Tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4, nhà lại tới 4-5 lầu liền. Nên chúng ta di chuyển phải nói là mệt nghỉ luôn nha quý vị. Còn thang máy này thì có hiệu là 450kg. Đây là thang máy của Việt Nam nha quý vị. Thang máy Việt Nam. Chúng ta đang vào trong thang máy và đi lên lầu 2 tham quan tiếp tục không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Thì cái phòng ngủ số 3 và số 4 ở đây nó vẫn giống phía dưới nha. Vẫn đầy đủ nội thất kèm theo bao gồm giường ngủ, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía trước vẫn là cửa nhôm Sinpha, màn rèm cửa hai lớp. Rồi đầy đủ nội thất kèm theo đồ trang điểm, rồi đồ trang trí. Ban công m2 rộng rãi thoáng. Đường trước nhà rộng này. Chúng ta quay xuống con đường này. Đường rộng nha, kề bên là Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, siêu thị Vincom, Lotte, khu dân cư Cityland, ngã năm chuồng chó, di chuyển đi lại khá là thuận tiện, phù hợp cho đại gia đình mình vừa ở và làm văn phòng công ty, làm văn phòng đại diện hay là cho thuê đều tốt. Với giá bán, gia chủ đang chào bán là 19.400.000 đồng, còn thương lượng mạnh cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Mọi người, những vị khách hàng quan tâm đến căn nhà đẹp ngang 4,5m, độ dài gần 18m này có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Cầu thang thì mặt bằng thì được ốp gỗ và mặt đứng thì chúng ta ốp đá hoa cương màu trắng nha. Đây là không gian phòng ngủ số 4. Thì chúng ta sẽ đến với không gian cũng khá là đẹp này, đầy đủ nội thất kèm theo. Nhà này nhà mới, sổ hồng đã có, sổ hồng riêng đầy đủ, hoàn công đầy đủ, pháp lý rõ ràng, có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ. Mua bán hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà. Căn nhà này thì vay được khoảng tầm 12 tỷ nha quý vị. Với một vị trí đẹp và buôn bán kinh doanh trầm uất như thế này thì chúng ta vay ngân hàng thì thoải mái luôn nha mọi người. Di chuyển theo cầu thang bộ thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 5 cũng như không gian phòng vệ sinh thư giãn kết hợp giữa sông hơi, tắm nằm và phòng trên đây cũng có một cái phòng VIP này. Cái phòng này là phòng ngủ master này. Sẽ có một phòng ngủ master như thế này, nó bao gồm giường ngủ 2m2,
chăn ga gối nệm, màn trang điểm phía trước là cửa nhôm ra ban công, cửa lùa ra ban công và ngoài ban công trồng cây xanh. Giường ngủ thì có chăn ga gối đệm, sàn vẫn ốp gỗ. À, có đèn chiếu sáng không trong cái phòng ngủ master này luôn. Và ở đây thì quý anh chị còn có thêm bàn làm việc, ghế ngồi chơi và những trang trí cũng như là tủ kệ tivi, tủ áo đóng đụng trần, khu vực bàn kệ sách và phòng vệ sinh của cái phòng ngủ này sẽ nằm ở trên. Nó là cái phòng ngủ master nên là phòng vệ sinh nó sẽ riêng biệt, kết hợp giữa xông hơi khô, xông hơi ướt, khu vực ngồi chơi thư giãn và có cả khu vực rửa mặt, khu vực tắm nằm, massage nước, rồi tất tần tật các thứ trên đây đều rất là đẹp nha mọi người. Đây này, phòng tắm nằm này, đây là phòng tắm có thể tắm đôi được luôn nha quý vị, cái bồn tắm này này. Đây là khu vực xông hơi khô và xông hơi ướt. Đây là cái khu vực thư giãn dành cho mỗi buổi làm việc mệt nhọc của gia chủ nha. Thì quý anh chị về ở đây thì có thể tận dụng cái không gian này làm phòng thư giãn cho gia đình mình. Bên trong đây vẫn có khu vực không gian bồn cầu và bồn tắm đứng nữa, vòi tắm hoa sen nữa. Như vậy là 6 phòng và gia chủ thiết kế một phòng ra làm phòng xông hơi kết hợp với thư giãn, massage, tắm nằm và tắm tin. Rất là đẹp nha quý vị. Bên trên thì quý anh chị sẽ cùng Hùng đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Cầu thang ốp gỗ đi khá là ấm chân nha quý vị. Và ở đây thì sẽ có cái cầu thang đi lên này, cầu thang đi lên rất là thoải mái. Và phía sau đây sẽ là không gian phòng giặt và khu vực sân phơi đồ. Ở đây thì gia chủ trồng nhiều cây xanh, có làm những lam chắn bên trên rất là đẹp, có giếng trời được ốp lát và làm rất là kỹ rồi. Ở đây thì gia chủ tặng kèm cho mình máy giặt và máy sấy luôn, nó có sẵn hết theo bộ luôn nha quý vị ơi. Có cầu thang lên trên mái, bên trên thì có bồn nước và năng lượng mặt trời. Và bên ngoài sẽ là không gian thờ và khu vực sân thượng phía trước, một cái sân thượng rất là đẹp. Cầu thang thì đi lên trên tới đỉnh của sân thượng luôn này. Ngoài đây sẽ là không gian giữa kết hợp thờ và sân thượng, rất là đẹp và chill. Ở đây thì mình có thể làm thêm phòng thờ. Ở đây gia chủ có làm một cái xích, có tặng kèm xích đu này, có cây xanh này, có bộ bàn ghế ngồi ở đây để chúng ta tổ chức những bữa tiệc BBQ gia đình này. Bàn này tới 6 ghế và có ô dù ở trên luôn. Bên trên thì gia chủ vẫn làm những cây lam kết hợp với hàng cây xanh. Và ngoài đây trồng rất là nhiều cây xanh đẹp như thế này. Với giá bán là 19 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Một căn nhà đẹp như thế này, thiết kế đẹp và tâm huyết như thế này, và giá bán như vậy khá là hợp lý cho cái chất sáng người ta bỏ ra nha quý vị. Hãy gọi cho Hùng để có giá tốt khi mua, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% căn nhà. Nhà hướng Bắc Đông Bắc phù hợp với đại đình chúng ta, thổ sĩ là Đông và Tây Tứ Trạch luôn. Nhà đất đi Hùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.